Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 11, 12, 13 và 14 tại Thế Động trong những ngày đầu của tháng 11 này ha. Thì xem khi iPhone 16 đã ra mắt và mở bán thì những cái dòng iPhone đời cũ hơn có giảm giá hay khuyến mãi gì thêm không bạn nha. Rồi, đầu tiên thì đây mình sẽ có con iPhone 11 64GB màu trắng. Hiện tại iPhone 11 thì màu trắng và màu đen sẽ có giá bằng nhau các bạn. 64GB màu trắng và màu đen sẽ có giá là 11.790.000 và hiện tại nó giảm là còn 8.990.000. Hiện tại những mẫu này đều hỗ trợ trả góp 0% lãi suất các bạn nha. Các bạn tham gia thu cũ đổi mới thì trợ giá thêm tầm khoảng 2 triệu bạn. Đây là con iPhone 11 64GB màu trắng. Thì iPhone thì các bạn mua thì nó sẽ nguyên siêu, các bạn thanh toán với bạn cu siêu và bạn bóc máy ha. Thì 11 này nó sẽ thiết kế với màn hình là 6.1 inch với màn hình là Liquid Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A13 các bạn, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie là 12 megapixel và hai camera phía sau, độ phân giải đều là 12 và 12 megapixel. Viên pin trên con iPhone 11 này là 3110 mAh và hỗ trợ sạc 18W các bạn nha. Đây là con màu trắng. Phiên bản 64GB. Khi các bạn góp thì bạn 0% lãi suất thì sẽ lấy trên cái giá là 9.290.000 các bạn nha. Còn giá này 8.990.000 thì áp dụng bạn mua tiền mặt hoặc là bạn góp có lãi. Rồi tiếp theo thì 11 128GB có giá là 12.990.000 và nó hiện tại nó giảm là còn 10.190.000 các bạn ha. 11 thì màu đen thì sẽ có giá rẻ hơn so với màu trắng các bạn. 128GB các bạn. 128GB màu trắng thì cái giá là 10.390.000, nó mắc hơn là màu đen là 200.000 các bạn ha. Cả hai phiên bản này đều hỗ trợ các bạn trả góp 0% lãi suất hết luôn. iPhone 11 hiện tại các bạn mua thì chỉ có hai màu sắc các bạn lựa chọn thôi, màu trắng và màu đen, không có nhiều sự lựa chọn như lúc mới ra mắt các bạn nha. Rồi tiếp theo ở đây thì mình sẽ có con iPhone 12 64GB màu xanh lá có giá là 13.990.000, giảm là còn 10.990.000. iPhone 12 màu tím có giá sẽ mắc hơn so với màu xanh lá các bạn, giá là 13.090.000 và nó giảm là còn 11.490.000 cho phiên bản màu tím ha. Hai màu sắc khác nhau sẽ có giá khác nhau và màu đen nó sẽ có giá khác nào các bạn. Rồi 12 bộ nhớ 128GB màu xanh lá sẽ có giá là 14.690.000, giảm là còn 12.990. Màu iPhone 12 hiện tại các bạn mua thì cũng còn khá là nhiều màu để các bạn lựa chọn luôn. Màu tím nè, màu xanh nè, màu xanh lá các bạn, màu đen nữa các bạn ha. Màu trắng. Còn khá là nhiều màu để các bạn lựa chọn luôn. Màu sắc nó sẽ thay đổi và giá sẽ thay đổi theo màu sắc các bạn nha. Màu tím màu khá là hot nên giá sẽ mắc hơn so với màu xanh rất là nhiều. Đây là con iPhone 12 64GB màu xanh lá. iPhone 12 này được thiết kế là kiểu mới các bạn, thiết kế vuông với các cạnh ha. Với màn hình này là 6.1 inch Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A14. RAM thì chúng ta sẽ có RAM 4GB, bộ nhớ 64 hoặc là 128GB. Camera thì 12 sẽ có camera selfie 12 megapixel và bộ đôi camera phía sau, độ phân giải cũng là 12. Viên pin trên con iPhone 12 được trang bị là 2815 mAh và con này hỗ trợ sạc nhanh lên đến 20W các bạn ha. Nâng cấp so với con 11 rất là nhiều rồi. Thiết kế cũng rất đẹp nha các bạn. Màu xanh, màu tím, màu đen, màu trắng hiện tại mình không có ở đây ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có con iPhone 13 128GB màu đen có giá là, hiện tại các bạn mua là giá là 17.290.000 và nó giảm là còn 13.490.000 các bạn. Giảm còn 13.490.000 ha, hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. 13 128GB màu xanh dương thì có giá mắc hơn các bạn, giá 17.690.000 giảm là còn 13.890.000. Nó mắc hơn so với phiên bản màu xanh là 400.000 các bạn. Đây là con iPhone 13 128GB màu đen ha. Đây, hộp máy nguyên siêu. 13 này hiện tại các bạn mua thì sở hữu màn hình ở đây là 6.1 inch với con chip Apple A15. RAM thì chúng ta sẽ có RAM mặc định là 4GB, bộ nhớ 128GB, 256GB các bạn. Máy hiện tại được trang bị camera selfie 12 megapixel và bộ đôi camera phía sau đều là giải là 12.
Viên pin được trang bị là 3240 mAh và hỗ trợ sạc nhanh là 20W các bạn ha. Đây là iPhone 13 màu đen. 13 hiện tại các bạn mua cũng còn cũng khá nhiều màu để các bạn lựa chọn luôn bạn. Màu đen, màu xanh lá, xanh dương, xanh lá, xanh rừng thông các bạn ha. Rồi nó có màu hồng nữa các bạn. Màu hồng rất đẹp cho con phiên bản iPhone 13. Rồi cuối cùng thì mình sẽ có con iPhone 14 128GB màu xanh, có giá là 17.290.000. Con này không có giảm gì luôn các bạn. Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất. Đây là con iPhone 14 màu xanh. iPhone 14 này thì sở hữu màn hình là 6.1 inch với màn hình là Super Retina XDR. Máy sẽ được trang bị con chip là Apple A15, RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Camera thì chúng ta sẽ có camera selfie 12 megapixel và bộ đôi camera phía sau đều phân giải đều là 12. Viên pin 3279 mAh và hỗ trợ sạc 20W các bạn ha. Rồi, thì mình vừa cập nhật cho các bạn giá cũng như khuyến mãi của iPhone 11, 12, 13 và 14 tại Thái Động ha. Các bạn lưu ý là hiện tại là iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max hiện tại là hãng đã ngừng sản xuất mới, thì các bạn mua sẽ không còn máy mới cho các bạn nha. Các bạn lưu ý điều này. Rồi các bạn có thắc mắc gì cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn lại sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.